Giờ đây thời tiếng cúng hương linh đã đến, xin mời tăng môn hiếu quyến chúng ta tập trung lại trước linh tiền để cùng nhau tưởng niệm cúng kính đến chư hương linh, là bà, là mẹ, là ông trong gia đình của chúng ta. Như ngày 49 hôm nay, tăng môn hiếu quyến tổ vị phần hướng à,
giới quỳ niệm hương. Giờ đây Phật đã ngự đến gia đường, lòng thành con cháu đã cửa nương, nương về Tam Bảo xin cầu nguyện, báo hiếu hương linh một hương tiền. Xin nguyện hương linh về cõi tình qua vàng chính phẩm đến cây phương thượng hương. Khởi thân lễ hương linh nhị ba hồ quỳ linh báo ngân gian lời triều thân phong hôn nghe triều hoài về đây cửa nương Tam Bảo sức ngã gia trì giờ phút giây này xin phó hội hội linh báo ngân vang lời triều thân vong hồn nghe gọi đến tiền trai cửa nương Tam Bảo sức ngã gia trì giờ phút giây này xin phó hội hồn linh báo ngân vang lời triều thân vong hồn nghe gọi đến tiệc trai cửa nương Tam Bảo sức ngã gia trì giờ phút giây này xin phó hội hồn Nam Mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Nam Mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Lâm Pháp Hội Bồ Tát Bà Ê giờ này qua dân mấy đó hương hiến một lưu nhờ đức thiền sư ngó lời triệu thành hương qua địa ngục chưa không thể
chẳng thành Phật. Sức từ bi dòng tan cửa ngục, gậy vàng châu sáng độ chúng sanh. Đại thanh đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, tiếp ma độ phục vi chung thất trai cần hương linh dương thị kim, thọ tam quy giới pháp danh huệ kim, sinh âm nhâm thân hướng thượng thọ 89 tuổi lâm chung. Ngày 22 tháng 9 năm canh tí, cập ma tiếp triệu phục vị quá vàng. Hương linh Nguyễn Văn Hiền sinh năm Ất Sửu, hưởng dương 53 tuổi lâm chung. Ngày 19 tháng giêng năm Đinh Tỵ 1977, nhị vị hương linh tỏ vị xin trai chủ thiết tha hương linh hay biết. Hương hoa thân à, Thế Tôn ma giáo chủ ba cội, dục giới sắc giới vô sắc giới, hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, ba đời quá khứ hiện tại vị lai, đáp đền công đức sinh thành của mẹ cha, tích cập công đức nhiều đời tu hành nay được thành Phật. Ngài Vu Lan Viên thời vàng cổ hiếu đức ngục kiền liên, xưa cứu mẹ hiền xuống tìm chúng địa ngục. Nay con nương công đức xin tiếp ma độ phục vị hương linh dương thị kiếm, pháp danh huệ kiếm, sinh năm nhâm thân, hướng thượng thọ 89 tuổi lâm chung ha. Ngày 22 tháng 9 năm canh tí, hương linh Nguyễn Văn Hiền sinh năm Ất Sửu, hướng dương 53 tuổi lâm chung. Ngày 19 tháng giêng năm Đinh Tỵ năm 1977, nhị vị hương linh có vị xin nguyện đôi lần điều thỉnh đôi lượt chiếu linh
dòng giả cảm thông lai lâm pháp hồi. Vâng lai tập mà bồ y ta kỳ vâng lai ta bồ ta cái mà dùng vị cam lồ có ngộ tự tâm sạch hết mê lầm xin về cõi tình tăng chủ kiền thành trà chấm na sơ tuân sơ hiền trà khởi thân lễ hương linh nhị ba hồ quỳ thanh lương thị ai bồ y ta kỳ thanh lương thủy bồ ta cái ma một nén hương ly này đầy vị cam lộ vị hương linh Dương Thị Kim vị hương linh Nguyễn Văn Hường con cháu nguyện cúng dường kiền thành trà chấm ma nhị cung điểm trà hiền trà khởi thân lễ hương linh nhị Nam mô Thanh Lương Thị Bồ Tát Nam mô Thanh Lương Thị Bồ Tát Nam mô Thanh Lương Thị Bồ Tát Ma Ha Ta A Di Đà Phật. Giờ này cháu con muốn đáp đền ân sanh dương
nhân từng chung thất của mẹ hiền. Thỉnh mời chư vị tăng ni thuộc hàng tứ chúng đệ tử Đức Thế Tôn mà cung kinh hồi hương. Nay con cháu muốn hiến tặng bát cơm canh ngọt lòng hiếu thảo. Giờ mời hương linh cảm đến thăm tình. Hiếu tử kiên thành xơi cơm dân cúng thang ơi đau xót từ đây vắng mẹ hiền. Thở nhỏ con đã phải sớm mất cha. Đau lòng vì nỗi từ biệt còn đâu nữa. Giờ đây tan trắng cúi đầu lánh đời nhẹ đến cảnh non tiên. Cưu mang chín tháng lòng không mỏi bồng ẩm ba năm giả chẳng phiền. Cốt nhục ân thâm so biển cả cù lao nghĩa nặng sánh rừng thiên. Chan chứa suối lệ bao năm càng thành khẩn dâng cơm đến mẹ hiền. Thang ôi ơn mẹ chúng con nhớ mãi. Tan mới đau hoài thang vì thể xác phôi pha. Mẹ đã xuôi tay từ già thêm thiếp ra đi chẳng lời hẹn quay về. Hỡi ơi cha mẹ thương con nào chẳng muốn ly biệt vì vô thường vì cảnh tử biệt sinh ly. Con muốn đáp đền ơn mà sao chẳng được. Nay mồ côi rồi con biết tìm ở đâu. Đây nền nhân, đây nhà nghĩa do tổ tiên bao đời gầy dựng nên. Nọ lá ngọc, nọ cành vàng do công đức chất chồng mới có.
con cháu hiểu đạo nghĩa càng thêm thấm thiết, rõ bà con đau đớn biết bao. Mẹ con xa cách đớn đau, giờ phải nương tam bảo mới được an nhàn. Nói gương hiếu thảo đức mục kiền liên, à, đạo hiếu con thơ vẹn giữ gìn. Chén cơm cung kính dâng đến mẹ, mẫu thân thấu rõ tâm lòng cháu con. Hiến á phạn Hương Linh ơi, duyên số ta bà nay đã mãn, chúng lạc ban kia tịnh độ qua khai. Cháu con nguyện cầu Phật tổ Như Lai, mong hồn mẹ về Tây Phương Phật. Cháu con nguyện ở đời noi gương của mẹ, biết ăn chay niệm Phật tu hành, quy tam bảo sống thảnh thơi giữa chốn trần đời. Nền đạo đức tổ tiên truyền lại, vậy từ nay nhẹ bước thông dong, sống tự tại an nhàn, một hậu sanh về cõi Phật. Như vậy mới là đáp đền ân sinh dưỡng, ơn cha lành cao nữa như núi Thái, đức mẹ hiền sâu cờ biển khơi, làm con báo hiếu trọn đời. Cũng không đáp được ơn người sinh ta, khởi thân lễ hương linh nhị bái. Nam mô Tát Phật Đắc Thắng Đa Phật Lô Chi Đen Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Tát Phật Đắc Thắng Đa Phật Lô Chi Đen Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Tát Phật Đắc Thắng Đa Phật Lô Chi Đen Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng. Nam mô Cô Rô Bà Gia Đắc Tha Nga Đà Gia Đắc Đi Tha Cô Rô Cô Rô Bát Ra Cô Rô Bát Ra Cô Rô Ta Bà Ha. Nam mô Cô Rô Bà Gia Đắc Tha Nga Đà Gia Đắc Đi Tha Cô Rô Cô Rô Bát Ra Cô Rô Bát Ra Cô Rô Ta Bà Ha. Nam mô Cô Rô Bà Gia Đắc Tha Nga Đa Gia Đắc Đi Tha Án Cô Rô Cô Rô Bát Ra Cô Rô Bát Ra Cô Rô Ta Bà Ha. A Nga Nga Nặng Tam Bà Và Việt Nhật Ra Hồng. A Nga Nga Nặng Tam Bà Và Việt Nhật Ra Hồng. A Nga Nga Đăng A Tam Bà Phà Việt Nhật Ra Hồng. Nhất đích thanh lương thủy, cao sơn đảnh thượng trà, hướng linh giải âm
liêu. Tao đăng pháp vương gia kiền thành trà châm hậu tuần y cấn trà lệ nhị ba hậu quy tịnh độ pháp Di Đà Phật. Giờ tuyên cúng, chư hương linh đến đây đã thập phần viên mãn. Chương trình tiếp theo là chương trình thuyết linh quy cây sám hối sẽ diễn ra sau đó, và chương trình kế tiếp nữa là chương trình thắp nến tri ân công đức của cha và mẹ. Vì xin thông báo cho toàn thể gia đình Tân Quyến chúng ta được suốt biết và chuẩn bị những gì cần thiết cho buổi tối hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.